Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Chuyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện. Ngoài ra cũng mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với tập 4. Đồng Sào Sào vốn hạ giọng thì thầm, nào ngờ lại bị Lâm Văn Vinh nghe thấy. Hắn lại dễ dàng đồng ý như thế, khiến mặt nàng thoáng nét ngượng ngùng xen lẫn hân hoan. Bản tính nữ nhân vốn yêu thích cái đẹp, có thể đem nét thanh xuân của mình lưu lại trong tranh luôn là mơ ước của các nàng. Đa tạ công tử. Đồng Sào Sào ngượng ngùng nói. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, tay đặt lên lau mặt một chút, hướng tới Đồng Nhân Đức hỏi. Đồng đại thúc, ngươi xem thế nào? Đồng Nhân Đức nhìn Lâm Văn Vinh rồi giơ ngón tay cái khen ngợi. Đối với công tử ngươi không cần phải nói, tiểu lão nhân bội phục vô cùng bội phục. Lâm Văn Vinh một hơi hoàn thành luôn các đồ họa này. Thần thái của Tiêu gia đại tiểu thư giả mạo này tuy hơi khác nhau, nhưng đều giống ở nét mỹ lệ động nhân. Đám tài tử đang mê mẩn kia làm sao mà nhận ra được. Lâm Văn Vinh hoàn tất nét bút cuối cùng, trên mặt thoáng nét hài lòng, môi khẽ nhắc lên cười nói. Vẽ xong rồi, nghỉ thôi. Đồng Sào Sào nhìn quyển sách tập trung nhiều bức họa to nhỏ mang thần thái khác nhau của cùng một người. Trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, liếc nhìn Lâm Văn Vinh. Cái miệng xinh xắn bất chợt bật ra một nụ cười. Có chuyện gì? Lâm Văn Vinh bị tiếng cười của nàng làm ngạc nhiên một chút, không ngờ cô gái này cười rộ lên còn đẹp như vậy. Đồng Sào Sào lấy ra một cái khăn từ trong ngực, khuôn mặt hồng lên liếc hắn, cắn khẽ môi, nhìn vào phía trước Lâm Văn Vinh, định lau cho hắn. Khăn tay mang theo một mùi hương nhàn nhạt thơm tho, bay đến trước mặt Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh giật mình nại ngộ. Té ra là trên mặt mình dính cho, nên nàng mới có hành động như vậy. Bất quá hành động của nàng cũng khiến cho Lâm Văn Vinh một phen giật nảy. Nam nữ thời đại này thụ thụ bất thân. Cho dù Đồng Sào Sào vốn sinh ra ở nhà bá tánh bình dân, nhưng động tác ấy cũng thân mật quá. Cho dù Lâm Văn Vinh vốn từ thời hiện đại tới, nhưng chỉ có bạn bè nam nữ thân thiết mới có những hành động như vậy. Có lẽ nàng đối với ta nảy sinh những ham muốn quá mức rồi đây. Trời, ta đây có thể gặp nguy hiểm rồi. Bồn tai từ trời sinh, tọa hoài tự loạn. Trời chữ với câu tọa hoài bất loạn, nói về Liễu Hạ Huệ. Còn Lâm Văn Vinh thì ngồi lâu sẽ làm loạn. Lâm Văn Vinh vô sỉ thầm nhủ. Tại thời đại này, nói thật là hắn nhất thời chưa có chuẩn bị cho một quan hệ luyến ái nào cả. Lâm Văn Vinh vội vàng lưu lại phía sau một bước, bất chỉ bất giác cự tuyệt hảo ý của nàng. Rất tự nhiên chạm nhẹ vào cổ tay nàng cười nói. Ta tự lo cho mình được rồi. Đồng Sào Sào sừng sốt đôi chút, cũng ý thức được chính mình không ổn. Trên mặt đỏ bừng, Lâm Văn Vinh liền đưa tay lên mũi kẽ hít một hơi. Trần Hương. Đồng Sào Sào biết hắn cố ý giúp mình đỡ xấu hổ, liền cảm kích nhìn Lâm Văn Vinh mỉm cười. Bất quá khôi hài vốn là bản tính của Lâm Văn Vinh, hắn cũng không giấu giếm. Sắc mặt của Đồng Sào Sào lại đỏ bừng bừng lên, nhẹ nhàng ân một tiếng, không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Lao Đồng một cái, Lao Đồng cũng không động đậy gì, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Lâm Văn Vinh trong lòng có chút tức giận. Tiểu nữ tử này không hiểu sự đã đành, mà người già đầu cũng không hiểu sự là sao. Để lão tử hứng lên sơi tái luôn khuê nữ bảo bối của ngươi. Ngươi cũng đừng oán ta nhé. Cũng không phải Lâm Văn Vinh khó chịu gì, thật sự đối với thế giới này vẫn chưa thích nghi. Đối với chuyện yêu đương vẫn còn có chút chưa sẵn sàng, chỉ có thể từ từ tiến tới. Hai cha con này không nói lời nào, cứ như là đang diễn kịch câm vậy. Lâm Văn Vinh lau sạch cho tàn dính trên mặt, chuẩn bị trả lại cho Sào Sào. Chỉ là cái khăn tay đó một mặt giờ đã biến thành một màu đen. Trực tiếp trả lại nàng cũng có điểm không tốt à. Đồng Sào Sào ngược lại cười nhẹ một tiếng, cầm lấy cái khăn tay trên tay Lâm Văn Vinh nói. Công tử, việc đơn giản này để cho tiểu nữ làm đi. Nhìn thấy thần thái tự nhiên của nàng, Lâm Văn Vinh liền thản nhiên trở lại, suy nghĩ một lượt, tự hắn có cảm giác đây chẳng phải là chuyện tốt ư. Dễ dàng có một tiểu nữ thiếp thế này à? Bất quá bổn tài tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, không có tiểu nữ thiếp mới là không bình thường. Dùng bút than đó vẽ xong, Lâm Văn Vinh để cho Đồng Sào Sào cầm bút lông vẽ theo bức phác thảo đó,
tô vẽ một hồi, tránh cho vết than vẽ đó dễ bị xóa nhòe đi. Tuy nhiên việc này cần phải tinh tế cẩn thận. Tuy dựa vào các nét than để vẽ lại, nhưng nếu không cẩn thận sẽ phá hư toàn bộ bức họa. Lâm Văn Vinh hoàn toàn chưa kịp nói cho Đồng Xào Xào biết. Một tài tử căn bản thường không dụng ma bút, nhưng Đồng Xào Xào cũng là người hiểu chuyện. Mặc dù không rõ vì cái gì mà Lâm Văn Vinh không cần dùng ma bút, nhưng không hề mở miệng để hỏi. Nàng cẩn thận tỉ mỉ vẽ lại từng bức họa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc khẩn trương tràn đầy mồ hôi. Trong lòng lo sợ sẽ làm hỏng bức họa nguyên thủy của Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh trong lòng có một chút cảm động nhẹ nhẹ. Cha con bọn họ đối với chính mình cái loại tín nhiệm vô điều kiện này làm cho Lâm Văn Vinh có cảm giác rất ấm áp, mơ hồ không rõ chính mình đang ở vào thời đại nào nữa. Đồng Xào Xào rốt cục đã hoàn thành toàn bộ việc tô thêm một lần lên các bức họa. Xào thủ của nàng làm cho Lâm Văn Vinh không thốt lên lời, thậm chí ngay cả bút tích của bức họa cũng không khác mấy so với Lâm Văn Vinh tự vẽ lấy. Lâm Văn Vinh gật gù cảm khái nói, Xào Xào, người nhất định không thể gả cho người khác làm lão bà à? Bằng không ta đi nơi nào tìm người có xảo thủ tuyệt vời như vậy chứ? Lâm Văn Vinh và nàng nói chuyện một lúc, hắn hai chữ tiểu thư cũng đều quên sạch, trực tiếp gọi nàng là Xào Xào. Nguyên lai là một cô nương xinh đẹp, cái gì mà tiểu thư chứ? Lâm Văn Vinh sau khi nói xong lại còn cười to vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Xào Xào đỏ bừng lên. Đại khái nàng không thể hiểu được, Lâm Văn Vinh này trông phong lưu tài tử như thế mà đột nhiên lại trở nên thô tục như vậy. Tiểu nữ tử ngươi tự dưng đưa cái khăn làm ta hoảng hồn. Giờ ta làm cho ngươi thẹn thùng một phen. Lão tử vô sỉ thì sao chứ? Ngươi có thể làm gì ta nào? Lâm Văn Vinh đắc ý trong lòng cười cười. Đến khi sửa sang quyển sách xong thì trời cũng đã vào giữa trưa. Việc thi hành in ấn sao chép quyển sách này hoàn toàn trao cho lão Đồng. Lâm Văn Vinh biết kỹ thuật in ấn thời đại này còn lạc hậu. Nếu muốn in ấn quyển sách nhỏ này, có làm cả ngày cả đêm hết năng suất, chắc cũng chỉ được 500 quyển là cùng. Lão Đồng tại đã sống ở đây nhiều năm, ý nghĩ linh hoạt, quen biết nhiều nơi, nên đảm nhiệm công việc in ấn sách là ổn nhất. Khi Lão Đồng cầm bản sơ thảo đi ra ngoài tìm nơi in ấn, Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng giữ chặt ông ta lại dặn dò. Đồng đại thúc, việc in ấn này nhất quyết phải chú ý giữ bí mật, đặc biệt là bản sơ thảo này, phải càng cực kỳ quý trọng. Nếu nó rơi vào tay người khác, thì việc in ấn nó đối với họ thì dễ dàng, còn chúng ta thì làm ra để người khác hưởng, cho nên nhất định phải coi chừng. Bản sơ thảo này phải cầm về ngay. Ở thời đại này, làm gì có cái bảo hộ bản quyền tác phẩm tri thức như ở thế giới kia của hắn. Vì vậy Lâm Văn Vinh phải nhắc nhở Lão Đồng. Bằng không bị kẻ khác cướp mất, thì bao công lao tâm huyết cùng tiền bạc của họ coi như đổ xuống sông xuống biển. Khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Lâm Văn Vinh hắn có mỗi một mình, có trở về thì cũng cô đơn tại một căn nhà trống trải. Không bằng ngồi nói chuyện phiếm với bố con Lão Đồng cho thời gian qua nhanh, đồng thời ăn luôn cơm chiều tại nhà Lão Đồng. Đồng Thanh Sơn cũng đã quay trở lại, trên mặt lóe lên một vẻ hưng phấn khác thường, hiển nhiên là đã thành công trong việc gì đó. Đồng Xào Xào quả nhiên tên cũng như người. Nàng ta từ pha trà nấu cơm, cái nào cũng ngon tuyệt. Lúc thấy Lâm Văn Vinh suýt cắn vào đầu lưỡi, Đồng Xào Xào che miệng cười khẽ. Nhìn hình dáng thật xinh đẹp chất phác của nàng ta, Lâm Văn Vinh cảm thấy phảng phất chút ấm áp trong lòng. Sau khi ăn cơm chiều xong, Lão Đồng liền kể lại việc tìm cửa hàng in thích hợp. Quả nhiên có tiền thì có thể bắt ma quỷ sai thóc, lấy tiền bạc gấp 2 lần gia dụ. 20 mấy công nhân thuần thục của cửa hàng in nhận bắt đầu ngay lập tức, đến suốt cả đêm gấp rút làm việc. Lão bản còn vỗ ngực bảo chúng, trước hừng đông sáng nhất định sản xuất được 500 bản. Thuật in ấn này cực kỳ cổ xưa, trước hết in bản gốc lên một tấm giấy da trâu. Tiếp đó mực thấm qua tấm giấy da trâu in lên trên trang giấy. Sau đó viết thêm chữ, rồi đóng thành sách. Hiệu quả tuy kém, nhưng chân dung và chữ viết cũng rất rõ ràng. Loại thủ công tác phường này, từ quá trưa đến tối, gấp rút chế được 500 bản, cũng quả thật là cực hạn. Lâm Văn Vinh đã mệt mỏi hết một ngày, vừa về đến nhà liền nằm lăn ra giường. Thời đại này trời thì xanh thẳm, nước thì bích lục, không khí thì trong lành. Rau quả không độc, tự nhiên là có cảm giác nghỉ ngơi thoải mái. Sống an nhàn ăn no mặc ấm thế này, thì về chuyện dâm dục không phải là không nghĩ tới, mà là chưa tìm được ai thích hợp thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Văn Vinh tỉnh giấc, nhanh chóng hòa vào đám người có mặt sớm nhất trên đại nhai, ăn 2 cái du bích, tức là bánh dầu,
bánh nhả bột với đường nặn tròn chiên trong dầu. Uống một chén đậu hũ não mới xuất lò đầu tiên. Lục sắc thực phẩm thật là tốt. Bây giờ toàn thân tràn trề tinh thần, hùng dũng hiên ngang đến nhà lão Đồng. Tới nhà lão Đồng, thấy lão đang ăn cháo, đám màn thầu mới hấp đã ăn hết một nửa. Lâm đại ca, ngươi còn chưa ăn điểm tâm phải không? Ta mới hấp màn thầu, huynh thưởng thức xem sao. Nàng đưa cho Lâm Văn Vinh một chén cháo, lại chọn hai cái màn thầu to nhất đưa cho hắn. Từ tối hôm qua ăn cơm, biết Lâm Văn Vinh sống cô đơn một mình. Hơn nữa, Lâm Văn Vinh trông thế nào cũng không giống một vị công tử. Đồng Xào Xào liền trực tiếp giáng cấp Lâm Văn Vinh từ công tử thành Lâm đại ca. Thịnh tình mời hắn mỗi ngày 3 lần đến nhà giải quyết bữa cơm. Ai? Hảo ý này nên làm thế nào đây? Lâm Văn Vinh là người ăn khỏe, 5 ngày có thể ăn hơn 10 bữa. Nhìn hai cái bánh màn thầu trước mặt, hắn đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười trước kia nghe được. Chàng trai lần đầu tiên sờ ngực cô gái, cảm khái nói. Vợ, giống như màn thầu à? Cô gái ngượng ngùng nói. Không có đâu, nhân ra sao lại có thể có cái màn thầu lớn được chứ? Chàng trai nói. Ta chỉ thấy đúng là cái bánh màn thầu đầy đặn mềm mại. Đáng tiếc, Lâm Văn Vinh nếu đem chuyện cười này kể cho bố con lão Đồng nghe, phòng trưng liền bị cây chổi của lão đập ngay lập tức. Cái bánh màn thầu trắng làm Lâm Văn Vinh càng thêm đói. Dù sao bản tính của hắn cũng là vô sỉ, không suy nghĩ gì cả, kêu to. Xào xào, thật khéo, ta cũng còn chưa ăn, cảm ơn người. Lão Đồng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên tối qua đã thức suốt đêm. Lâm Văn Vinh tối hôm qua lại ngủ ngon lành như vậy, đúng là không tôn trọng lão nhân gia. Hắn trong lòng có chút áy náy, nhưng bất quá theo phân công đó cũng là chức trách của lão. Đồng đại thúc, bên kia in ấn thế nào rồi? Lâm Văn Vinh thấy lão Đồng vừa húp xong nốt bát nước cháo vội hỏi nhanh. Lão Đồng lau miệng, ngón tay chỉ về phía sau lưng hắn nói. Đó, ở phía sau lưng ngươi, 500 bản, toàn bộ đều ở đó. Lâm Văn Vinh suýt nữa nhảy dựng lên, nửa cái bánh bao nuốt vào bụng, xoay người nhìn. Quả nhiên có 500 quyển sách nhỏ sạch sẽ còn tỏa ra mùi mực. Lâm Văn Vinh cầm trên tay một quyển sách, đọc cẩn thận, bức ảnh được in hiệu quả hơn so với trước kia. Bức họa Tiêu đại tiểu thư có thể thấy rõ ràng được. Tiểu nữ này tuy không biết lão tử dùng chân dung của cô ta kiếm tiền, nhưng dù sao lão tử cũng sẽ nhanh chóng tới làm việc trong nhà cô ta, xem như bồi thường sau. Nhìn 500 quyển sách nhỏ, Lâm Văn Vinh trong lòng thầm hoan hỉ, cảm giác này thật sự là khoan khoái à. Lâm công tử, mấy quyển sách này chúng ta định giá bao nhiêu? Từ khi biết khả năng của Lâm Văn Vinh, lão Đồng đối với Lâm Văn Vinh tôn kính không thay đổi, vẫn gọi hắn là công tử, mặc dù Lâm Văn Vinh lúc đầu đã tự mình khước từ không phải cái loại kia. 5 lượng bạc một quyển. Lâm Văn Vinh vuốt ve quyển sách nhỏ yêu thích không buông tay, cũng không quay đầu lại trả lời. Bịch một tiếng, nửa cái bánh màn thầu trong miệng Đồng đại thúc rơi thẳng xuống đất. Lâm Văn Vinh xoay người, nhìn ánh mắt không tin tưởng của cha con họ, thấy có chút buồn cười, nhân tiện nói. Như thế nào? Các người không tin đúng không? Đồng Xào Xào do dự một lúc rồi nói. Lâm đại ca, ngươi thật sự muốn bán 5 lượng bạc một quyển ư? Có phải là quá đắt hay không? 5 lượng bạc đủ để một gia đình sống nửa năm. Số tiền này quả thật không nhỏ. Khó trách phụ tử bọn họ kinh ngạc đến vậy. Các người thực sự không tin. 5 lượng bạc hoàn toàn không phải là đắt. Các người có biết đây là mặt hàng hiếm có không? Lâm Văn Vinh cười thần bí, nói những lời huênh hoang này mà mặt không hề đỏ. Mặc dù Lâm Văn Vinh không nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ, nhưng tự biết bộ dáng mình bây giờ nhất định giống một loại người. 10 phần chính là gian thương. Hơn nữa còn là loại tối vô sỉ. Vô sỉ vốn chính là bản tính của hắn. Về điểm này, Lâm Văn Vinh đã không cần giấu giếm làm gì. Các người nắm chắc tâm lý của các tài tử. Họ nguyện ý bỏ tiền ra mua quyển sách nhỏ này. Họ quan tâm căn bản không phải là 1 lượng một quyển hay thậm chí là 10 lượng một quyển. Bọn họ quan tâm chính là thông tin hay chính là có tư liệu này đầu tiên. 1 lượng với 10 lượng đối với bọn họ mà nói không có gì khác nhau. Nguyên tắc của bọn họ chính là không cầu cái tốt nhất, chỉ cầu cái tối quý. Đó là một tâm lý kỳ diệu. Lâm Văn Vinh một hơi giải thích, làm cho cha con Đồng Xào Xào hai người cảm thấy sửng sốt. Nhận thấy bọn họ đối với việc này vẫn chưa hiểu rõ, Lâm Văn Vinh tiếp tục giải thích cặn kẽ. Các người nghĩ xem, bây giờ chỉ cần có 1 người mua
chẳng phải những người khác sẽ có cảm giác bị rơi lại phía sau hay sao? Có ai không muốn là người đầu tiên có tư liệu về Tiêu đại tiểu thư chứ? Đây chính là hiệu quả của cạnh tranh, giống như domino. Chỉ một con đổ sẽ kéo theo những con còn lại ầm ập sụp theo. Lâm Văn Vinh trong lúc giảng giải, vô tình nói đến từ domino, liền vội vàng giải thích qua loa. Tóm lại, chẳng có ai chịu để người khác biết trước tâm tính của mỹ nhân. Với đạo lý này, tiểu sách của chúng ta sẽ bán được rất nhiều. Tưởng tượng đi, tên tiểu tử nào lại không muốn chứ? Lâm Văn Vinh huy động ba tấc lưỡi khoác lác. Đồng Xào Xào đầu óc linh hoạt, nghĩ tới một vấn đề, liền nói. Dù Tiêu đại tiểu thư muốn chọn hôn phu, cũng chỉ có thể tuyển chọn một mà thôi. Mà bọn chúng ta có đến 400-500 tiểu sách, vậy thế nào mới bán hết được? Lâm Văn Vinh cười ha hả đáp. Ha ha, Trạng Nguyên cũng chỉ có một người, không phải luận ngữ thi kinh, đạo đức kinh, mạnh từ kinh đều là dạng bán chạy hay sao? Kết quả không thể biết trước được, nên ai cũng đều có thể cả. Đồng Xào Xào tâm tính thiện lương, là một cô gái tốt, nên nghĩ thay cho Tiêu đại tiểu thư. Ta nghe nói cũng có nhiều tài tử xuất thân Hàn gia, bọn họ sao có thể mua nổi tiểu sách của bọn ta chứ? Vậy không phải là chúng ta làm lỡ nhân duyên của Tiêu đại tiểu thư sao? Lâm Văn Vinh suýt nữa té ngửa. Ni tử này lo lắng cho bọn họ quá nhiều. Những kẻ đó đương nhiên hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào một tiểu sách có hình Tiêu đại tiểu thư mà có thể bàn chuyện hôn sự, thì quá xem thường ca môn đại hộ Tiêu gia rồi. Nhìn thấy ánh mắt khao khát cầu học của Xào Xào, Lâm Văn Vinh bất giác dĩ nhiên phải làm địa bộ giáo viên. Hắn cười lạnh nói. Hàn môn tài tử khi tới đó đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nếu như bọn họ thật sự có bản lãnh, thì bằng chân tài sẽ làm Tiêu đại tiểu thư chú ý. Lại cần chúng ta vì họ lo lắng sao? Bọn họ muốn leo cao, ta chỉ có thể lấy làm tiếc mà thôi. Muốn thành rồng thành phượng mà không chịu mất tiền thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Bọn họ nhất định phải hiểu rõ điều này. Ta đâu có bắt bọn họ phải mua. Chính thì bọn họ trong lòng có quỷ nên mới mua đó thôi. Tài tử chân chính tuyệt không mua sách của chúng ta đâu. Cho nên trong cái thế giới này, tự hỏi tài tử có phẩm chất thanh cao đích thực có mấy người. Chúng ta là thương nhân, mục đích cuối cùng chính là lợi nhuận. Ai cần thì chúng ta bán. Vấn đề hôn sự đại sự là chuyện của Tiêu đại tiểu thư. Chúng ta có muốn quan tâm cũng không có biện pháp. Nghe Lâm Văn Vinh lý luận một phen, Đồng Xào Xào cũng đành âm thầm gật đầu. Đối với cái giá cao như thế của hắn, tuy vẫn là âm thầm lo âu, nhưng rõ ràng đã có chút đồng ý. Chương 11. Trám tiễn liễu. Sửa sang trang điểm một lát, Lâm Văn Vinh và Lão Đồng mỗi người ôm trong lòng mấy chục cuốn sách, đến nơi chiêu khảo quan sát tình hình. Rồi Lâm Văn Vinh kiêu hãnh đặt cho nó một cái tên, gọi là Thí Tham Tính Doanh Tiêu. Đương nhiên lại phải mất một hồi lâu nữa để giải thích cho con người hiếu học là Xào Xào, khái niệm doanh tiêu nghĩa là gì. Hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký và làm gia đình của Tiêu gia. Ngày mai đã là ngày chính thức bắt đầu chiêu khai rồi, cho nên các tài tử ở khắp nơi, biết chữ hay không biết chữ, đều tấp nập vội vàng tụ họp tại đây. Không chỉ có người ở chính thành Kim Lăng này, mà ngay cả các tài tử đến từ Hàng Châu, Tô Châu, Dương Châu, Trấn Giang cũng nườm nượp kéo đến, bao vây địa điểm đăng ký báo danh, đến vòng trong vòng ngoài. Quả thật là một giọt nước cũng không thể lọt qua. Vẫn giống hệt cảnh tượng ngày hôm qua, chuẩn gia đình và các tài tử phân thành hai đội, mỗi người tự đăng ký cho mình. Kính vị rõ ràng, nước sông không phạm đến nước giếng. Trật tự ở đây vẫn còn tốt, không hề nhìn thấy cảnh chen lấn xô đẩy. Có lẽ là vì tất cả đều là người văn minh cả mà. Thu hút được nhiều tài tử như vậy đến đăng ký, sức hấp dẫn của Tiêu gia đại tiểu thư quả thật là phi phàm. Tuy nhiên, cái thu hút người ta nhất có lẽ chính là sản nghiệp vĩ đại sau lưng nàng thì đúng hơn. Tiêu gia nhất định sớm đã phát giác có rất nhiều tài tử nầm nượp kéo đến, nhưng bọn họ vừa không ủng hộ cũng chẳng phản đối, không biết đang giở trò quỷ gì đây. Rốt cuộc là cần tài tử hay cần gia đình? Bà cũng rất có thể sẽ lấy cả hai cũng nên. Tuy nhiên động tĩnh của họ làm càng lớn thì Lâm Văn Vinh càng thích thú. Vì dù sao hắn cũng đang chờ nước đục thả câu để phát tài kiếm một món tiền lớn mà. Mục tiêu của Lâm Văn Vinh chính là đám tài tử phong lưu kia. Xem bọn họ quần áo là lượt, nhưng bộ dạng thì giống hệt như lũ cẩu vậy.
5 lạng bạc, Lâm Văn Vinh còn cảm thấy định giá hơi thấp rồi đó. Còn về các chuẩn gia đình, huynh đệ, không phải ta coi thường mọi người, nhưng hiện thực xã hội là như vậy, nếu muốn tán gái thì đầu tiên phải kiếm nhiều tiền một chút thôi. Lâm Văn Vinh tìm đúng một tên tài tử mặt trắng bóc, nhẹ nhàng nói, huynh đệ, có một quyển sách rất hay, huynh có cần không? Lâm Văn Vinh lấy quyển sách trong lòng mình ra, nhanh chóng đưa đi đưa lại phấp phới trước mặt hắn, để hắn nhìn thấy rõ trước mặt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu đại tiểu thư. Sau đó nhanh chóng cất vào trong lòng. Quả nhiên tài tử mặt trắng mắt sáng rực lên, nhìn tứ phía một cách cảnh giác, rồi mới gật đầu nói với Lâm Văn Vinh. Huynh đệ, có bản mẫu hay không vậy? Bản mẫu? Lâm Văn Vinh sững người ra một lát, rồi lập tức hiểu ngay. Tên tài tử này xem như chàng đã bán tranh ảnh đồ trụy rồi. Lâm Văn Vinh đương nhiên vô cùng tức giận. Bà mẹ ngươi, lão tử đường đường là một trang nam nhi anh tuấn phóng khoáng, ngọc tụ lâm phong thế này, làm sao có thể bán cái thứ đồ chơi ấy chứ? Tùy những loại long hổ báo của lũ công tử ăn chơi đại gia ta cũng cất giấu không ít, nhưng cũng không đến nỗi phải dựa vào việc bán thứ đó để mưu sinh đâu. Tên ngốc mặt trắng đó cũng chẳng có con mắt gì cả, xem ra cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tuy nhiên nói thật thì cái thứ đang nằm trong lòng Lâm Văn Vinh lúc này quả thật rất giống với những đĩa đồng hành được bán trong chợ máy vi tính ở Trung Quan Thôn. Trong lòng Lâm Văn Vinh quả thật buồn bực vô cùng, chỉ muốn đấm cho tên mặt trắng ấy một quyền. Nhưng nghĩ đến lão đồng vẫn đang đứng từ xa quan sát hắn, học tập kinh doanh như thế nào, nên quả pháo đầu tiên này bất luận thế nào cũng phải nổ. Lâm Văn Vinh cắn răng nói, huynh đệ, cái thứ mà huynh nói, chúng ta để lần sau trao đổi riêng nhé. Không chỉ có chân phẩm từ cung đình truyền ra, mà còn có cả bản lưu trữ nhập khẩu từ Ngụy Quốc nữa. Cha và con gái, mẹ và con trai, ba đời. Tư thế đó, thần thái đó, đảm bảo huynh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sắc mặt tên mặt trắng đó lập tức ửng đỏ, hai tay không ngừng ngọ nguậy. Tia sáng đó hiện lên trong mắt hắn nói lên hắn không phải là một tên háo sắc. Cái thế giới này không có những tên háo sắc. Tuy nhiên, trước mắt quan trọng nhất là ta phải trịnh trọng giới thiệu cho huynh cuốn sách độc nhất vô nhị có 102 được truyền ra từ trong Tiêu gia. Mời xem. Lâm Văn Vinh lại lấy cuốn sách đó ra một lần nữa. Bức vẽ chân dung của Tiêu đại tiểu thư trong sách lập tức thu hút được ánh mắt của tên áo sắc mặt trắng. Đây là... Hắn vui mừng nói. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi lập tức im miệng. Ánh mắt phát ra những tia vui sướng, ngay cả kẻ mù cũng có thể trông thấy. Không sai, đây chính là Tiêu đại tiểu thư. Đây là do một vị huynh đệ của ta là trung cấp gia đình trong đó bỏ ra một khoản tiền lớn để làm ra. Huynh xem. Lâm Văn Vinh lật lật cuốn sách, gây ra những tiếng sột soạt. Trong những âm thanh đó, tên mặt trắng cuối cùng cũng rời ánh mắt từ trên người Tiêu đại tiểu thư đến mấy hàng chữ bên trên. Đại tiểu thư bí sử. 5 chữ ngôn giản nhưng ý khái quát. Bên dưới còn có 2 hàng là Tiêu thị gia đình ủy viên hội chủ bạn, ấn soát hành thừa chế. Góc bên phải là 2 chữ nhỏ màu đen, tuyệt mật. Nhìn tên tiểu tử này ánh mắt lấp lánh, Lâm Văn Vinh biết là có kịch để xem rồi, nên nhanh chóng nhân cơ hội nói. Huynh xem bức họa này thật là tinh xảo, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói với huynh rằng đây là bức vẽ chân dung Tiêu đại tiểu thư lần đầu tiên được lưu truyền ra ngoài. Ngoài ra thì huynh chính là người đầu tiên nhìn thấy bức họa này. Huynh hãy xem xét kỹ nội dung bên trong, tuyệt đối là những tài liệu chân thực đặc sắc từ nhỏ đến lớn của nàng. Hôm nay hai huynh đệ ta thật có duyên, ta đang cần tiền gấp nên bằng lòng chuyển nhượng vật quý này cho huynh với giá thấp nhất đấy. Tên mặt trắng đó vội vàng liếc mắt một cái, nhìn thấy dòng chữ bên trong. Tiêu đại tiểu thư trạch ngẫu quan, thì ánh mắt lạ càng sáng rực. Lâm Văn Vinh nhanh chóng cất cuốn sách đi, không cho hắn xem tiếp nữa. Tên tài tử mặt trắng đành nói. Người ra giá đi. 10 lạng bạc, thiếu một cắc ta cũng không thể bán được. Lâm Văn Vinh thấy con cá đã cắn câu nên trong lòng vô cùng chắc chắn. Ai bảo tên tiểu tử này vừa nãy làm cho đại gia ta trong lòng không được vui, nên bây giờ lão tử sẽ lên giá một phen xem sao. Điều kinh ngạc không thể ngờ nổi là tên mặt trắng đó chỉ hơi nhăn mày rồi nói. Hơi đắt, có thể giảm đi một chút được không? Lâm Văn Vinh trong lòng vô cùng vui mừng, quả nhiên hàng độc chắc chắn có chỗ bán, lần này ăn chắc rồi. Hắn kiên định lắc đầu nói. Huynh đệ, đây là đồ tốt từ trong Tiêu gia truyền ra, là thứ vô giá không hề có trên thị trường. Ta cũng đã phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được. 10 lạng bạc trắng đã là giá thấp nhất rồi đó.
Huynh cũng biết thứ này một khi bán vào tay người khác, thì tất cả đều tranh cướp nhau để sở hữu nó đấy. Thấy sắc mặt hắn có chút do dự, Lâm Văn Vinh giả bộ không còn cách nào khác lắc đầu, cũng không nói gì với hắn, quay người bước đi. Huynh đài, xin dừng bước. Đồng Xào Xào cải trang thành một tài tử vừa đúng lúc gọi Lâm Văn Vinh đứng lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay Lâm Văn Vinh. Ánh mắt phát sáng, thể hiện rõ là một người hiểu giá trị của hàng hóa. Tên tài tử mặt trắng nào có biết đây chỉ là đám kịch. Thấy có người muốn đến cướp với mình thì lập tức hoảng hốt, vội vàng đuổi theo Lâm Văn Vinh nói: ta đến trước, huynh đài, cuốn sách của ngươi ta lấy, đây là 10 lạng bạc, ngươi hãy cầm lấy đi. Lâm Văn Vinh và Đồng Xào Xào đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn chứa đầy vui vẻ. Lâm Văn Vinh cầm lấy 10 lạng bạc cất đi, Đồng Xào Xào ngấm ngầm giơ ngón tay cái về phía hắn. Đồng Xào Xào tiếc rẻ đi xa rồi. Một tên tài tử to béo đã chú tâm quan sát Lâm Văn Vinh và tên mặt trắng rất lâu, rồi vội vàng kéo hắn nói: vị huynh đài này, xin hỏi vừa rồi huynh vừa đưa cho Lý huynh là thứ đồ gì hay vậy? Lâm Văn Vinh nghi hoặc nói: huynh là... Tên tài tử béo vội nói: ta là bạn tốt của Lý huynh. Trong lòng Lâm Văn Vinh lập tức hiểu rõ, hai tên này vốn là bạn đồng học, nhưng bây giờ vì Tiêu đại tiểu thư mà đã trở thành đối thủ cạnh tranh, chắc chắn sẽ không để người còn lại chiếm thế thượng phong rồi. Lâm Văn Vinh mang những lời vừa nói lúc nãy thuật lại một lần nữa. Tên tài tử béo này đương nhiên cũng động lòng, chỉ là gã mặc cả giá khá mạnh. Lâm Văn Vinh vừa nói là giá 10 lượng, gã đã mở miệng trực tiếp giảm xuống 5 lượng. Trời ạ, nếu không thể bán cho ngươi với giá 10 lượng, lão tử sẽ mang họ ngươi luôn. Lâm Văn Vinh căn bản không nói với gã nữa, quay đầu đi thẳng. Quả nhiên gã này vội vàng gọi hắn đứng lại: huynh đài, cứ như vậy, giao ước là 10 lượng. Lại có vài tên tài tử nữa chú ý đến động tĩnh phía bên mình. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm vui mừng, chạy đến bên lão đồng, lau mồ hôi nói: bà nó chứ, ta đã đánh giá thấp sức mua của thị trường rồi. Đồng đại thúc, chúng ta tăng giá, 12 lượng bạc mới bán. Chương 12, đạo bản. Thấy trong nháy mắt, Lâm Văn Vinh đã kiếm được 20 lượng bạc. Đồng Nhân Đức cũng vô cùng hưng phấn. 10 lượng thì 10 lượng, dù sao bây giờ cũng là bên bán, lại là buôn bán không đàng hoàng, còn sợ gì nữa chứ. Đồng Xào Xào vừa rồi cải trang nam trang, cùng với Lâm Văn Vinh hợp tác diễn một vở kịch song hoàng. Lúc này đứng bên Đồng Nhân Đức, nhìn Lâm Văn Vinh cười nói: Lâm đại ca, người nói tục đấy nhé. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói: trong lòng nghĩ sao thì nói vậy thôi, ta đây luôn thể hiện bản tính chân thực của mình. Đồng Xào Xào nhìn hắn cười âu yếm mà không nói gì. Lâm Văn Vinh nói với Đồng Nhân Đức: Đồng đại thúc, người còn đợi gì nữa đây? Hàng đống ngân tử đang chờ chúng ta đấy. Ánh mắt Đồng Nhân Đức phát ra những tia thú tính, cùng với Lâm Văn Vinh cười ha hả, rồi lao thẳng vào giữa đám tài tử. Lâm Văn Vinh tin chắc rằng rất nhanh sau đó, bọn họ sẽ trở thành người được tất cả các lũ tài tử đó hoan nghênh. Có được kinh nghiệm của mấy lần kinh doanh thành công trước đó, lão Đồng cũng học tập rất nhanh. Có thế nào học thế ấy? Giao dịch giữa họ sớm đã lọt vào mắt xanh của bọn tài tử xung quanh. Do đó hai người vừa đến đã gặp phải sự chen lấn tranh cướp của các tài tử. Huynh đài, đây chính là chân dung tự họa của Tiêu đại tiểu thư. Huynh đài, còn có tin tức nội bộ về Tiêu đại tiểu thư nữa phải không? Huynh đài, có tin tức nội bộ về Tiêu nhị tiểu thư hay không vậy? Huynh đài, có tin tức nội bộ về Tiêu phu nhân không vậy? Trời ạ! Lâm Văn Vinh thoát mồ hôi hột. Thì ra bụng dạ của tất cả đàn ông đều giống nhau. Mẹ con Tiêu gia xem ra đều đã trở thành miếng mồi ngon, ai cũng muốn cắn một miếng rồi. Tuy nhiên đối với chàng mà nói, không có lũ người mang lòng dạ đến tối này thì chàng biết đi đâu kiếm tiền đây. Thấy người vây quanh ngày một đông, Lâm Văn Vinh và lão đồng bị vây vào giữa, sự nhiệt tình của bọn tài tử bộc lộ hết ra ngoài, khiến Lâm Văn Vinh phải hét lên: đừng cướp, đừng cướp. Đây là bản độc được truyền từ nội bộ Tiêu gia ra, số lượng không nhiều, vô cùng quý hiếm. Chỉ một giá thôi, 10 lượng một quyển, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không cần tìm nữa. Một tên tài tử thô lỗ giàu có thuận tay vứt cho lão một đính bạc, cướp lấy một quyển trong tay lão, rồi cẩn thận như cất giấu một vật báu cất vào trong lòng. Lúc này các tài tử chợt như nước vỡ bờ điên cuồng chen đến. Ta trả 11 lượng, huynh đài, mau đưa cho ta. Ta trả 15 lượng, 20 lượng.
Lão Đồng và Lâm Văn Vinh bị chen lấn xô đẩy vào bên trong. Hai người ướt đẫm mồ hôi. Trong nháy mắt, mấy chục cuốn sách hai người ôm trong lòng để kinh doanh đã bị tranh cướp hết sạch. May mắn là Lâm Văn Vinh đã nhìn ra thời cơ, nên đã sớm dặn dò Đồng Thanh Sơn mang tất cả số sách còn lại đến, thì mới đủ đáp ứng nhu cầu điên cuồng của các tài tử. Đến gần trưa thì cũng là lúc 500 cuốn sách, chỉ còn lại vẻn vẹn 10 quyển. Tuy số tài tử có mặt ở đây rất nhiều, nhưng người thực sự có khả năng bỏ ra 10 lượng bạc để mua một cuốn sách phong nguyệt thì có hạn. Có thể bán hết số lượng 500 cuốn đã là vượt xa khỏi dự tính của Lâm Văn Vinh rồi. Các tài tử tụm năm tụm ba thành các nhóm để cùng nhau thưởng thức cuốn sách, trên miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu cảm thán. Hiển nhiên là dung mạo của Tiêu đại tiểu thư đã thu hút họ một cách sâu sắc. Trong lòng Lâm Văn Vinh ngầm cười, không ngờ bức chân dung của Lâm đại tiểu thư này lại đáng tiền như thế. Ba cha con Đồng gia phải chia làm hai đợt mới có thể chuyển hết số bạc đó đi. Đồng Nhân Đức không ngờ cuốn sách này lại có thể bán chạy một cách điên cuồng, đúng như Lâm Văn Vinh đã từng nói. Ông nhìn đống mặt trắng mà nét mặt vui mừng, nở nụ cười tươi như hoa. Bữa trưa đã được Đồng Xào Xào làm rồi đưa tới. Nàng vẫn cải dạng nam trang, tìm một gốc cây to ngồi xuống, lấy thức ăn vẫn còn nóng hổi từ trong chiếc làn trúc ra. Nàng nói, Lâm đại ca, ăn cơm đi. Tay nghề của Đồng Xào Xào quả không ngoa. Mấy món thức ăn này sắc hương vị đều có đủ. Lâm Văn Vinh nuốt nước miếng nói, Xào Xào, trình độ của nàng e rằng ngay cả các đầu bếp lớn cũng chưa chắc đã theo kịp đâu. Hắn gắp vài miếng thức ăn và nuốt hừng hực như hổ báo. Đồng Xào Xào đỏ mặt nhìn chàng nói, Lâm đại ca, thiếp đâu có tốt như huynh nói chứ. Muội thấy huynh mới là người giỏi giang. Huynh biết không, từ trước đến nay, thiếp chưa từng nghĩ đến việc một cuốn sách nhỏ đơn giản như vậy lại có thể bán được nhiều tiền như thế. Có đến 5.000 lượng bạc ấy chứ. Cha muội và tiểu đệ ở nhà nhìn đống bạc đó mà vui đến mức không tài nào ngủ được. Lâm Văn Vinh buồn cười quá, lắc lắc đầu. Đồng lão đầu này quả thực chưa bao giờ nhìn thấy bạc hay sao? Lâm Văn Vinh không quá coi trọng chuyện tiền bạc. Có 100 vạn cũng là sống, có 1 đồng cũng là sống. Chỉ là lúc này nhìn dáng vui vẻ mừng vui của Đồng Xào Xào, trong lòng chàng cũng vô cùng hoan hỉ. Chàng bèn cười ha hả nói, nếu nói như vậy, Xào Xào cô nương, cổ hồi môn của cô nương bây giờ chắc là nhiều lắm đây. Tìm được đấng lang quân như ý thì nhất định không được quên ta đâu đấy. Đồng Xào Xào đỏ mặt cúi đầu nói, Lâm đại ca, huynh đừng giễu cợt muội nữa. Con người Lâm Văn Vinh da mặt rất dày, nên nhìn Đồng Xào Xào như vậy thì lại càng cười to, khiến cho Đồng Xào Xào chỉ biết cúi gằm mặt đến tận ngực, không dám ngẩng đầu lên. Gương mặt đã đỏ lên đến tận cổ. Sau khi ăn hết sạch số thức ăn, Lâm Văn Vinh uống một ngụm nước to, rồi mới vỗ vỗ bụng, trong lòng vô cùng thỏa mãn nói, Xào Xào đa tạ muội, suýt nữa thì ta đã nuốt mất lưỡi của mình rồi đấy. Đồng Xào Xào cười duyên nói, nào có nghiêm trọng như huynh nói chứ. Đúng rồi, Lâm đại ca, cha bảo muội hỏi huynh cuốn sách đó có nên in tiếp nữa hay không. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu nói, không cần đâu, chúng ta có in thêm nữa cũng không bán được giá cao nữa rồi. Vì sao? Đồng Xào Xào kỳ lạ hỏi. Thứ nhất là vì thị trường đã gần như bão hòa rồi. Chính là những người nên mua thì đều đã mua rồi. Lo lắng Đồng Xào Xào không hiểu ý nghĩa của khái niệm thị trường bão hòa, Lâm Văn Vinh vội vàng giải thích. Đã là thứ có giá 10 lượng một cuốn thì không phải ai cũng có thể mua. Hơn nữa chúng ta cũng cần phải nghĩ cho Tiêu đại tiểu thư một chút nữa chứ, phải không? Để cho 500 tên tài tử thưởng thức trước một chút dung nhan mỹ miều của nàng cũng đủ rồi. Tuy nhiên nếu là dung mạo của Xào Xào thì e rằng nếu là 20 lượng một cuốn thì vẫn không cần mặc cả đâu. Lâm Văn Vinh làm ra vẻ lo lắng buồn phiền cho Tiêu đại tiểu thư, nhưng câu sau lại là một câu đùa giỡn lả lơi với Đồng Xào Xào. Đồng Xào Xào nghe khẩu khí không hề biết xấu hổ của Lâm Văn Vinh, lại đang đùa cợt mình, thì không nén nổi, lại đỏ bừng mặt. Nàng đằng hắng một tiếng nói, Lâm đại ca, huynh thật là xấu quá đi. Thật không? Lâm Văn Vinh lại càng cười to hơn. Đàn ông không xấu, đàn bà không yêu. Nha đầu này tuổi còn quá nhỏ, nên nào hiểu được những đạo lý này cơ chứ. Luận về khoản mặt dày và vô sỉ, thì Đồng Xào Xào làm sao so sánh được với Lâm Văn Vinh. Nàng chỉ biết đưa hai tay che mặt, không dám để Lâm Văn Vinh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng như dáng mây chiều của mình.
Một nguyên nhân khác nữa chính là vì sách của chúng ta đã có đạo bản rồi. Cười một lát, Lâm Văn Vinh nghiêm nét mặt, đưa tay chỉ về một kẻ trong tay đang cầm cuốn sách của chàng, thao thao bất tuyệt quảng cáo với bọn tài tử nói. Nhanh như vậy ư? Đồng Xào Xào kinh ngạc nói. Vừa may cạnh đó có một tài tử vừa mua một quyển đạo bản. Đồng Xào Xào liếc sơ qua một cái, thì thấy chính là cuốn sách Lâm Văn Vinh chế tác đã được mang đi in lại một lần. Do gia công nhanh chóng, nên nét mực đen còn chưa kịp khô, giấy thì thô ráp, chữ viết và chân dung đều rất mờ nhạt. Đồng Xào Xào bĩ môi nói, cái đó so với của chúng ta còn kém xa. Đúng là kém xa, nhưng người ta bán rẻ hơn chúng ta mà. 2 lượng một cuốn. Như vậy, đối với những tài tử hàn môn mà nói, thì rất có sức hấp dẫn đấy chứ. Mà thôi, chúng ta kinh doanh ở thị trường cao cấp. Thị trường cấp thấp, hãy để lại cho người khác đi. Coi như là để cho người ta một bát cơm mà. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác không được thoải mái lắm. Mẹ nó, lão tử trồng cây các ngươi được hưởng bóng mát. Các ngươi kinh doanh những thứ đạo bản đó cũng quá không trượng nghĩa rồi đó. Thượng đế phù hộ các ngươi sinh con trai có 2 tiểu. Chàng vốn cũng chuẩn bị in thêm nữa, nhưng loạt sách đầu bán hết trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ, hắn đã nhìn thấy đạo bản. Không ngờ ở cái thời đại này mà đạo bản cũng ngang ngược hoành hành như vậy. Những tên này cũng nhanh chân nhanh tay quá đấy chứ. Tuy Lâm Văn Vinh không quá coi trọng tiền bạc, nhưng chẳng có ai chê tiền nhiều cả. Có thể kiếm được thì cứ kiếm thôi. Ai có thể sống mà không cần tiền đây? Chương 13. Tiểu tiểu cô nương. Đồng Xào Xào cũng hiểu được đạo lý ở bên trong đó. Dù sao thì sức mua cũng có hạn. Những tài tử giàu có cần mua thì đã mua rồi. Chỉ còn lại thị trường cấp 2 cũng không khả quan lắm. Nếu lại in tiếp thì chắc chắn sẽ thua lỗ thôi. Nàng là một cô nương dễ dàng thỏa mãn. Một buổi sáng đã có thể kiếm được 5.000 lượng bạc. Điều này tuyệt đối là một kỳ tích. Nếu là lúc trước thì ngay cả nghĩ nàng cũng không dám. Nàng bằng lòng rồi. Lâm đại ca, chàng thật sự muốn đến Tiêu phủ làm gia đình sao? Đồng Xào Xào không tiếp tục quan tâm đến chuyện in thêm sách nữa. Nàng do dự nhìn Lâm Văn Vinh một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói, chàng không phải là vì Tiêu đại tiểu thư đấy chứ? Lâm Văn Vinh cố ý làm ra vẻ kinh ngạc một cách gian xảo nói, Xào Xào, vậy là đều bị nàng nhìn ra hết mất rồi à? Nàng quả thật là thông minh lanh lợi, đã tiên đoán được trước. Đồng Xào Xào lộ ra thần thái vô cùng kỳ quái, sắc mặt có vẻ gì đó không tốt. Lâm Văn Vinh thấy cô nha đầu này tinh thần có chút buồn bực, thì không đành lòng trêu nàng nữa, bèn lắc đầu cười nói, ha ha, ta đùa với nàng thôi, yên tâm đi, ta chẳng có chút hứng thú nào với Tiêu đại tiểu thư cả. Nàng nghĩ xem, nào có ai đã từng nhìn thấy nàng ấy trông như thế nào chứ? Nếu như là một cô gái xấu xí dựa dẫm vào ta, chi bằng ta đi tìm một cái cây treo cổ lên đó cho xong. Đồng Xào Xào nghe chàng ta nói thú vị như vậy, nhịn không được phì cười nói, làm gì có ai sắp xếp con người như chàng vậy chứ? Lâm Văn Vinh cười nói, đời người có đến 8-9 phần là không như ý, ta đi làm thêm ở Tiêu gia cũng có cái khó của ta. Nàng cũng biết rồi đấy, lần này chúng ta xuất bản cuốn sách đó buôn bán rất tốt, nhưng cũng chỉ là một kiểu kinh doanh chộp giật, không thể tính kế lâu dài. Ta cũng cần phải ăn cơm, cần nuôi sống bản thân, có thể tìm được một nơi thu nhận ta đã là tốt lắm rồi. Đãi ngộ gia đình của Tiêu gia cũng không tồi. Còn ta, một người không có chí hướng, thích tùy gặp cơ hội mà ăn. Hơn nữa, con người ta cũng chẳng có sở trường nào cả. Chỉ là bề ngoài đẹp trai một chút, tính khí tốt một chút, chú ý nhiều một chút. Tiêu gia chọn ta làm gia đình cũng miễn cưỡng coi như là đã tìm đúng người rồi đó. Nét mặt Lâm Văn Vinh vô cùng đau khổ sầu não. Việc này thì không cần phải giả bộ. Vì nếu không phải do rơi vào tròng của Ngụy lão đầu, thì có đánh chết, hắn cũng không chạy đi hầu hạ người khác đâu. Đồng Xào Xào đỏ mặt, hơi hé cái miệng nhỏ xinh lên cười nói, Lâm đại ca, da mặt chàng quả thật là dày. Tuy nhiên nói chuyện với chàng rất vui, không chỉ con người chàng tốt, mà còn hiểu biết rất nhiều, muội rất thích nói chuyện với chàng. Lâm Văn Vinh vui vẻ cười ha hả nói, điều đó là đương nhiên rồi, nàng có biết không? Ở chung, quê ta, có rất nhiều cô gái thích nghe ta nói chuyện đấy. Hễ đi làm là mọi người đều vây quanh ta nghe ta kể chuyện. Thế nào, rất có sức quyến rũ phải không? Điều này quả thật không phải do hắn khoác lác. Con người Lâm Văn Vinh rất lạc quan, khẩu tài lại tốt,
quan hệ với mọi người đều rất tốt. Cái này gọi là không ra tay khi người ta đang tươi cười, làm ăn, cũng giống như hắn ta vậy, có da mặt rất dày. Thật không? Đồng Xào Xào nhìn chàng một cái rồi nói. Không biết tiểu thư nhà nào lại có phúc khí, lại có thể đính hôn với một người tốt như Lâm đại ca. Lâm Văn Vinh nhớ lại những cô bạn gái mình đã từng quen. Người yêu hắn và những người hắn yêu, tất cả đều như nước chảy mây trôi. Không thể có cơ hội gặp lại bọn họ được nữa. Nét mặt hắn thoáng có một tia đau buồn, lắc lắc đầu, cười khổ nói. Phúc khí cái gì chứ? Ta bây giờ là một kẻ độc thân, cô đơn lạnh lẽo, đi đến đâu tính đến đó thôi. Tất cả những nỗi cô đơn lạc lõng của hắn đều không lọt khỏi mắt Xào Xào. Nàng cắn môi cúi đầu, nghe thấy những lời chàng ta nói bèn ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng qua một tia sáng. Tuy nhiên Lâm đại ca, chàng nghiêm mặt lại cũng rất khiến người khác phải sợ hãi đấy. Đồng Xào Xào học tập dáng vẻ của Lâm Văn Vinh, cố ý làm giọng ồm ồm nói. Sĩ diện là do người khác mang lại, còn bộ mặt là do chính mình giành được. Nói xong bèn cười duyên dáng. Lâm Văn Vinh muốn cười nhưng không cười nổi. Hắn thu nụ cười trên khuôn mặt lại, nghiêm sắc mặt nói. Xào Xào, làm việc không thể xem bề ngoài được. Nàng chỉ cảm thấy nói chuyện với ta rất vui vẻ. Nàng làm sao biết được ta có phải là người xấu hay không chứ? Lâm Văn Vinh nghĩ đến những gian xảo trí trá trên thương trường lúc trước. Khi gặp nhau thì trên khuôn mặt mang một nụ cười niềm nở. Nhưng quay lưng lại thì đã là xuất hiện đau rồi. Những sự việc như vậy, Lâm Văn Vinh đã thấy không ít, cũng đích thân tham dự vào rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, quả là một giấc mộng. Đồng Xào Xào sững người ra một lúc. Nàng và Lâm Văn Vinh tiếp xúc đã mấy ngày nay, nhìn thấy chàng ta cả ngày chỉ cười hi hi ha ha không đứng đắn chút nào, chứ không hề nhìn thấy bộ dạng chàng như lúc này. Nàng khẽ ừ một tiếng, nhìn Lâm Văn Vinh ôn nhu nói. Lâm đại ca, chàng đã có tâm sự gì vậy không? Chàng dường như không được vui lắm, có thể nói cùng Xào Xào được không? Lâm Văn Vinh cười ha hả nói. Ha ha, nha đầu này, nàng đừng tự cho mình là thông minh nữa đi, ta sống rất vui vẻ. Đồng Xào Xào nhìn chàng kiên định nói. Lâm đại ca, chàng là người tốt, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng muội đã biết điều đó rồi. Nàng nói xong đưa mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cách sâu sắc, sau đó cầm hộp cơm không chạy đi như bay. Lâm Văn Vinh đành bất lực vuốt vuốt mũi. Ta là người tốt ư? Ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên nha đầu này lúc chạy mông lắc thật nhanh. Nếu như nàng luyện tập chạy ngắn, không chừng sẽ là một hạt giống tốt đây. Ăn no rồi, uống đủ rồi, Lâm Văn Vinh cũng lười không muốn về nhà, bèn dựa vào thân cây, dùng một quyển sách bán còn thừa đậy lên trên mặt, yên ổn ngủ một giấc thật say sưa. Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa, một cái gì đó tắc tắc không thoát ra được, nên hắn đã bị đánh thức dậy. Lâm Văn Vinh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Đã thấy trước mắt một khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, chính là cười mà không ra cười, đang nhìn bản thân. Ý, đây là tiểu nữ nhà nào mà đẹp đến vậy? Lâm Văn Vinh ngáp mấy cái, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại nhìn thấy cô gái trước mắt đang cầm một cuốn sách, mỉm cười nhìn hắn. Nhà đầu này khoảng chừng 16-17 tuổi, lông mi cong cong, cặp mắt to đen, đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào, da mặt hồng như phấn. Nàng mặc một chiếc váy hoa màu vàng, yểu điệu. Dưới chân mang một đôi ủng tiểu man màu đỏ nhạt, tạo nên một chỉnh thể đẹp đẽ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bộ ngực của nàng đã khá cao, phát triển rất đẹp. Cái nên to thì to, cái cần nhỏ thì nhỏ. Tất cả làm nên một mỹ nhân hiếm có. Nhà đầu này nhìn có vẻ gì đó quen quen. Trong lòng Lâm Văn Vinh thấy có cái gì đó kỳ quái. Chàng chắc chắn bản thân chưa từng gặp nàng, vì phàm là những mỹ nữ mà chàng đã từng gặp thì bất luận lớn nhỏ thường thường đều có ấn tượng nào đó. Thấy tiểu cô nương này chăm chú nhìn mình, Lâm Văn Vinh cũng không nghĩ nhiều nữa. Chàng cười nói. Vị cô nương này, tuy ta rất cao, rất tuấn tú, rất thiên tài, rất đáng yêu, nhưng nàng cứ chăm chú nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ xấu hổ đấy. Sắc mặt cô nương đó hơi ửng hồng một chút, rồi lại trừng trừng nhìn hắn, giơ cao cuốn sách nhỏ nói. Chà, tên tiểu tử này, quyển họa sách này do ngươi soạn thảo ra phải không? Thứ nàng đang giơ cao trong tay chính là cuốn sách mà Lâm Văn Vinh đậy lên mặt để ngủ lúc nãy.
cũng không biết đã bị tiểu cô nương này lấy xuống từ lúc nào. Lâm Văn Vinh vui vẻ cười nói, thế nào, tiểu cô nương, nàng cũng muốn mua cuốn sách này sao? Có phải nhà nàng có ca ca đường huynh gì đó phải không? Tên tiểu tử này ra mặt thật mỏng quá đi, bản thân không dám đi mua mà lại sai nàng đến. Đôi mắt đen nhánh như hạt châu của vị tiểu cô nương đó long lanh, nàng nói, đúng đấy, là ca ca của ta bảo đến đây. Người trong bức họa này là Tiêu đại tiểu thư phải không? Lập Văn Vinh gật gật đầu nói, điều đó là đương nhiên rồi. Đây là bản độc do nội bộ Tiêu gia chuyển ra ngoài đó. Ta có được nó cũng không dễ dàng gì đâu. Chà, con người ta thật là mềm yếu, không thể chịu nổi khi có một tiểu cô nương xinh đẹp đến tìm ta. Được rồi, thôi bỏ đi. 15 lượng bạc, ta chịu lỗ vốn bán cho nàng vậy. Vị cô nương đó đằng hứa một tiếng rồi nói, con người ngươi thật không thật thà. Ta đã theo ngươi cả buổi sáng nay rồi. Ngươi bán cho người khác đa số là 10 lượng bạc. Tại sao vừa chuyển đến tay ta, thì ta lại phải trả đến 15 lượng chứ? Lâm Văn Vinh toát mồ hôi hột. Cô gái này không hề ngốc đâu. Nàng biết quan sát trước khi mặc cả. Tuy da mặt chàng rất dày, nhưng bị một cô nương 16-17 tuổi nhận ra và phá quỷ kế của mình, thì cũng có chút gì đó không bằng lòng. Cướp lấy cuốn sách trong tay tiểu cô nương đó, chàng cười nói, vị tiểu thư này, không cần nó đến 10 lượng, ngay cả 1 lượng cũng không có người bán. Đó, nàng xem. Hắn hướng về phía bên cạnh đang rất ầm ĩ. Một tài tử hàn môn đang đọc một cuốn sách đạo bản như xem một báu vật vậy. Vẻ mặt xuẩn ngốc đó dường như hắn nghĩ có được cuốn sách này là đã có được một nửa Tiêu đại tiểu thư rồi. Vị tiểu cô nương này chú ý đến Lâm Văn Vinh đã rất lâu rồi, nên đương nhiên biết thứ đạo bản đó được gấp gáp in ra trong tay người khác so với bản chính còn kém ra. Nàng liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái, đằng hắng một tiếng rồi nói, cứ cho là bản thân ngươi là bản chính đi, thì cũng không thể lên giá một cách vô lý như thế chứ. Khuôn mặt tiểu cô nương này đỏ hồng lên, lông mày hơi nhướng lên, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, quả như là một mỹ nhân tuyệt thế. Đáng tiếc là khi Lâm Văn Vinh buôn bán làm ăn, thì Lục Thân cũng không nhận. Hắn cười hì hì nói, tiểu cô nương, kỳ quá khả cư, cụm từ này cô nương đã nghe bao giờ chưa vậy? Chính bản của chúng ta toàn bộ đều đã bán hết rồi. Cuốn này vốn là do ta muốn giữ lại để làm kỷ niệm. Bây giờ nàng muốn mua nó, cướp đi niềm vui thích của ta. Như vậy đương nhiên là phải trả nhiều hơn một chút rồi. Vị tiểu cô nương đó hơi đảo đôi mắt đen nhánh như hạt huyền nói, được, 15 lượng thì 15 lượng. Tuy nhiên ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước đã. Lâm Văn Vinh nhìn nàng một cái rồi nói, tiểu cô nương, trả lời một câu hỏi cần phải thu thêm 5 lượng bạc. Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tiểu cô nương tức giận nói, ngươi, đó là quy tắc ở đâu vậy? Trả lời câu hỏi cũng phải thu bạc sao? Nếu ai cũng giống như ngươi thì không còn loạn hay sao? Không phải, không phải. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói tiếp, ta và những người khác hoàn toàn không giống nhau. Ta là chuyên gia phê bình, mỗi chữ đáng giá ngàn vàng nên đương nhiên là phải thu phí rồi. Tiểu cô nương nói với giọng khinh miệt, chuyên gia gì chứ? Thu tiền người khác để làm quảng cáo, còn tự nói mình là chuyên gia. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, ha 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 ha, tiểu cô nương, không ngờ nhận thức của nàng cũng thật sâu sắc. Suýt chút nữa ta đã bị nàng nhìn thấu rồi. Như thế này đi, ta hỏi nàng nhé. Vấn đề nàng muốn hỏi có phải chỉ ta mới có thể trả lời được thôi phải không? Vị tiểu cô nương suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu nói, hình như đúng là chỉ có người mới biết thật. Như vậy là xong rồi. Lâm Văn Vinh cười thầm trong lòng, cô nương này cũng thật dễ cho vào chồng. Chỉ có ta mới biết đáp án, vậy ta có thể lựa chọn trả lời hay không trả lời. Nàng muốn có được thông tin từ ta thì phải trả phí tin tức. Điều này là rất công bằng. Con người ta làm ăn buôn bán rất có hậu. Tiền nào của ấy, 5 lượng bạc đã là rất rẻ rồi đấy. Ta tuyệt đối không nói dối nàng đâu. Tiểu cô nương sững người ra một lát, suy nghĩ một chút rồi đằng hắng một tiếng, nói, được, 5 lượng thì 5 lượng, nhưng ngươi phải trả lời thật thà, không được lừa gạt ta đâu đấy. Lâm Văn Vinh vỗ nhẹ nhẹ vào má mình nói, nàng nhìn thấy chưa? Đây là một khuôn mặt anh tuấn, nàng hãy nhớ lấy, khuôn mặt này của ta chính là biểu hiện, một biểu hiện bằng vàng. Người già giảm giá, trẻ em phụ nữ tuyệt đối không lừa gạt. Tiểu cô nương hơi hé cái miệng nhỏ xinh cười một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, từ trước đến nay, ta chưa từng gặp một ai không biết xấu hổ như ngươi. Thần sắc Lâm Văn Vinh chợt biến đổi thành rất ghê gớm,
trừng mắt nhìn tiểu cô nương đó, nhưng nàng không hề sợ hãi, mà còn nghiêm mặt nói. Vấn đề mà ta muốn hỏi chính là ngươi đã gặp Tiêu đại tiểu thư hay chưa? Lâm Văn Vinh đương nhiên là chưa từng gặp qua, nhưng chàng cũng rất tự nhiên cười nói. Không phải ta đã nói với nàng rồi sao? Đây là độc bản do gia đình trùng cấp trong nội bộ Tiêu gia truyền ra ngoài. Ta và huynh ấy là huynh đệ thân thiết. Tuy ta chưa từng gặp Tiêu đại tiểu thư, nhưng ta có thể thề với trời rằng bức họa chân dung của Tiêu đại tiểu thư này là ta là người đầu tiên nhìn thấy. Bức họa này là do hắn tạo ra, nên đương nhiên hắn là người đầu tiên nhìn thấy rồi. Lời thề này tuyệt đối vô sỉ, tuyệt đối là lừa gạt trẻ con. Vậy ngươi có biết vị đại sư nào đã vẽ bức họa này không? Tiểu cô nương hỏi tiếp. Chính là bổn đại sư ta đây. Lâm Văn Vinh cười thầm trong lòng, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ thừa nhận hắn chính là tác giả của nó. Chàng nhìn tiểu cô nương cười nói. Vị tiểu thư này, nếu ta không nhớ nhầm, thì nàng nói chỉ muốn hỏi ta một vấn đề thôi. Vừa rồi ta đã trả lời nàng, vậy câu này nên tính là câu thứ hai phải không? Tiểu cô nương lấy từ trong lòng ra một số ngân lượng nói. Ta biết, muốn thêm bạc nữa phải không? Nhìn cái bộ dạng tham lam của ngươi kìa. Nàng nhận xét một con người quá đơn giản rồi đấy. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Bổn chuyên gia trả lời câu hỏi cần phải xem tâm tình thế nào. Hôm nay chỉ trả lời nàng một câu hỏi thôi. Câu hỏi kia cứ xem như tặng phẩm đi. Tiểu cô nương liếc nhìn chàng một cái rồi nói. Ngươi cười thật gian xảo. Ngươi là một đại đại gian thương. Tiểu cô nương cong cái miệng xinh xắn lên tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ đối với Lâm Văn Vinh. Đúng là trẻ con. Ta chẳng thèm so đo với nàng. Nhìn sự thuần khiết đáng yêu của nha đầu này, trêu chọc chắc là có hứng thú lắm đây. Lâm Văn Vinh cười vui vẻ nói. Nàng cũng biết, quốc có quốc pháp, gia có gia huy, làm việc cũng phải có quy tắc, làm nghề của bọn ta chữ tín và đặt lên hàng đầu, vô cùng quan trọng. Nếu như hôm nay ta mang danh tính vị đại sư đó nói với nàng, thì sau này ta còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè nữa đây? Như vậy cũng có lý. Tiểu cô nương gật gật đầu nhìn Lâm Văn Vinh nói. Không ngờ một gian thương như ngươi cũng trượng nghĩa như vậy. Nàng có thể nhìn ra ưu điểm của ta nhanh như vậy ư? Lâm Văn Vinh kinh ngạc nói. Ta vốn luôn cho rằng ta che giấu bản thân mình rất tốt. Hay giờ, xem ra ta vẫn còn quá lộ liễu rồi. Cái gọi là mộc tú vu lâm. Phong tất tổ trì đã đến lúc phải xem xét kiểm điểm lại bản thân một cách cẩn thận rồi. Tiểu cô nương hơi hé cái miệng nhỏ xinh cười một cách duyên dáng. Con người ngươi rốt cuộc là có còn chút xấu hổ nào không hả? Vị cô nương này có dung mạo tuyệt vời, nụ cười đẹp như hoa như ngọc. Hôm nay Lâm Văn Vinh kiếm được bạc, tinh thần rất tốt, lại cùng nàng nói chuyện mấy câu. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên hắn cũng không muốn tranh luận về vấn đề sĩ diện xấu hổ gì đó nữa. Ngươi không nói cho ta tên của vị đại sư đó, ta cũng không miễn cưỡng người nữa. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì được không? Tiểu cô nương đong đưa đôi mắt đèn nhánh như hạt huyền hỏi. Ta tên là Lâm Tam. Lâm Văn Vinh thẳng thắn nói. Câu hỏi này không cần thu tiền đâu. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Cô nương đặt bẫy trước mặt ta thì nàng vẫn chưa đủ trình độ đâu. Lâm Tam. Lâm Tam. Tiểu cô nương nhẩm lại cái tên đó hai lần rồi nói. Lâm Tam. Hôm nay ngươi lừa bạc của ta. Hôm khác ta nhất định lấy lại cả vốn lẫn lãi. Nói xong nàng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh một cái, rồi ném lại một đĩnh bạc, giơ cao cuốn sách, đi thẳng. Lừa gạt. Lâm Văn Vinh vô cùng kinh ngạc. Đối phó với một tiểu cô nương như nàng mà bổn công tử phải lừa gạt hay sao? Nhìn theo bóng dáng vị tiểu cô nương, Lâm Văn Vinh hắc hắc cười lại. Tiêu gia này quả thật có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nghe nói tham gia báo danh tuyệt chọn làm gia đình có đến hàng ngàn người. Còn như các tài tử thì khỏi cần nói. Hầu như tất cả những người biết chữ của thành Kim Lang này đều đăng ký tham gia rồi. Lâm Văn Vinh lại mang bán nốt những cuốn sách cuối cùng vẫn chưa bán hết, chỉ giữ lại nguyên cảo để làm kỷ niệm. Nói thế nào nhỉ? Dù sao cũng là món tiền đầu tiên chàng kiếm được ở thế giới này, nên nó cũng có một chút ý nghĩa làm kỷ niệm thôi.